kỳ thế. Ui dồi. Chào mọi người nhá, hôm nay anh em tôi đi khai xuân. Hôm nay đi vào rừng để mà vào rừng để mà thám hiểm. Đây cây này to này. Ôi trời ơi. Đây có cây có cây mua đang nở hoa đẹp. Cây sim này thì đúng. Đây có cây sim này đẹp nhất. Có 102. Đẹp nhất tỉnh luôn. Đấy. Ôi nhờ. Quá đẹp rồi. Đấy, gốc này. Dáng cảnh quá đẹp. Hôm nay anh em đi khai xuân. Đang đi thám thính xem là hôm nay có cái gì hay không. Ôi, mùa này đang ra nụ này, chuẩn bị ra hoa này. Làm gì? Đây, 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 đây nụ con đây này. Đây này, nụ đây này. Tầm độ 1 tháng nữa là lỡ hoa mà. Đúng rồi. Đây nụ đây, nụ đang ra đây, nụ tấm đây này. Đây này. Tháng là lỡ hoa. Đấy. Cây này chả nhiều nụ bằng cây kia nhiều nụ luôn này. Ôi nhiều đây nhiều sim to nhỉ. Cây này đúng là vĩ đại cây này ạ. Thôi hết chỗ trồng rồi. Được không? Cái gì ạ? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ra vấn đề rồi. Mà lầy lại chả có rúi, chả có khủng long mới là phải. Wow. Đây đường đi này, đường đi này. Ờ đây. Đây này, này vừa mới này phần. Đấy, đấy phần rúi nó khác phần chuột là này nó chỉ có con cây rúi này cây nó ăn, nó có ăn cây đâu. Gốc cây cây tế kìa mày. Ấy. Ra đây. Ai xa, trong này lại phân phiếc nhiều thế. Đất mềm nhỉ, đất này. Đất này xốp. Cao lên quay như rộng rộng lắm. Vẫn dao. Sọc nó muộn. Đã cái lá cây mới vào này. Tế, dương xí. Tòng bông. Đấy, này. Trong phân vẫn còn dày trong này. Đấy. Quay trên này này. Đây là phân đây bây giờ. Đâu, đâu. 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 Uầy, hãy vào đây. Vào mãi mà được rồi, mà đào đéo rồi mà này rộng thế. Vợ bảo anh ra luôn mà. Bảo anh nhìn, anh nhảy nhìn. Nhìn nó vọt nhanh quá. Bọi nó vô được. Lại lấy thôi. Chết mệt. Nhanh lên nha. Hey, em bảo anh trông, anh chả trông. Trông thì trông, chỉ nhìn thấy nó ra được thôi chứ. Ai biết nó bừng bộc ở dưới đất đi. Nó lắp lụt 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 đấy. Ở trông, ở trông. Này. Ừ, gốc cây à? Mẹ này, gốc cây lại xiên ở đây không ạ? Bênh lên được không? Đi được, cây gì bênh lên. Ăn Tết xong bánh chưng mẹ chén ngập mồm. Rượu nốc cho lắm vào bây giờ làm rồi. Rễ cây này. Đấy, nhỏ đây này. Đấy, một đấy kiểu không? Như là dưới này nó là kiểu cái gốc cây. Ồ, ai? Đấy, gì đấy? Cái gì? Đi đâu? Nó đây rồi đó. Đâu? Rắn. À, rắn rồi. Rắn rồi. Đừng. Ui, rắn thật đúng rồi. Rắn, phải rắn rồi. Đúng rồi. Đào tiếp đi. Ai được đây đây. Sửa trên này đi. Đưa đây, nhìn thấy không? Đấy. Ôi, khu đồi này nó toàn rắn như khu đồi này. Rậm này với ấy này trong rừng già này cả thế. Bình thường.
đấy, nhìn thấy không? Đấy, lạnh nên rắn lên chỗ khô nó ở đấy. Wow, còn đây thế, một đống không ạ? Rắn đã là một đống này. Nó còn tròn. Đây đây đây, để xem. Ui trời, hôi chóc đấy. À đây 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 rồi. Đây ui trời, quay đấy. Đầu nó bỏ ở đây, nếu mà tí thì ăn cướp với nó. Ui trời, à, kinh thế nhỉ. Đấy ai đấy, à ai ai đây rồi, đây rồi, ai kia kia, ai à, ai à, ai à, ai à, ai mới treo vào nó chả đi. Ôi, kêu. Qua đây mẹ hồng đẹp thế nhỉ? Ừ. Qua đây đẹp thế nhỉ? Thì tí mình thò tay vào đấy nó đâm cho vỡ mặt đấy. Đấy, ui, ui, đấy, 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 ui, chạy, chạy. Thế, ai, thì vào đấy. Đấy, mẹ, ai giả, ai giả. Con này cứ ác như thế này. Có dẹp nó không, mẹ nhỡ cắn chết đi. Tóm vào sau nhé, tóm vào sau nhé. Đừng đừng, anh vô nó cắn đấy. Cái con này con nó hung xuống đấy. Đấy, hơi tợ nhưng mà sau đó nhìn thấy đâu. Đấy, đấy. Đưa vào à? Đấy, cho để chạy vào. Ra xe tôi lấy túi nhá. Không, không, đi lấy túi. Đi lấy túi, lấy túi. Đấy, lấy túi. Đấy, đấy. Ai, khổ lắm con này. Ê. Ê. Ôi giời. Con lựa quá. Ô, hai con rồi. Đây đi. Đây. Không. Ừ đúng rồi. Đấy. Ok, ông kia còn bốn người kìa. Ui trời. Đây tao mang về rồi. Đây đây. Anh mang này, này, này. Đây đây đây, đúng rồi. Đứng xe là lôi nó ra khỏi. Đấy. Ui trời. Đứng để nó chạy. Cứ đi. Nắm thải. Cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Cẩn thận. Đúng nó vô mắc cây là nó. Đây. Quấn mẹ ok rồi. Quấn mẹ ok. Con này ghê lắm. Có cần nắm nó chạy mất. Bắt lại đi. À, thì nắm nó cắn. Từ từ cẩn thận nó cắn mẹ. Bắt lại cầm. Đấy. Con này ghê chứ. Trời. Cẩn thận lắm nào thì nó cũng lùng hoàng hoàng. Đớp vào thì mẹ bây. Giấu mang thuốc đi theo, cùng nó. Ui trời, con này khô. Thế nhấc nhấc cái khúc giữa lên. Cho nó chui vào nhá. Đưa Cẩn thận. Cho nó chui vào. Để đây. Con này đéo tận thế con này. Đấy thế, khổ thế. Mắc vào cái gai này, dây này. Ê, kìa. Ê, mày quay cẩn thận. Phọc lại đớp chết đấy. Rồi. Ngoài ra, ngoài ra. Ngoài ra, ngoài ra, ngoài ra. Không bỏ vào. Học. Ê, vào cho nó còn vào khu đấy. Vào đớp ấy. Thì kinh lắm. Liệu có nữa không? Hai nhìn thấy hình như hai con này. Không hết đâu. Đói. Anh buộc đây đào tiếp. Anh. Ồ, đây vẫn tiếng phì đúng không? Vừa thấy có tiếng phì không? Đấy. À, đây. Đây. Còn nữa. Đây. Dạy. Con này đẹp. Con này đẹp hơn. Mà nó sao nó đâm đôi này nhỉ? Bạn tình. Chắc vợ chồng nói với nhau. Mùa này, bây mùa này đến mùa giao phối rồi. Đấy. Con này bé hơn sao nhỉ? Còn đấy đen hơn. Im đi. Bé hơn. Lấy cái chết mẹ rồi. Móc im đi. Này. Móc trên hai con cắn nhau. Cắn nhau chết mẹ cái này. Ồ con này đang ngoáy đá không này. Hồi. Con này đang ngoáy đá. Ờ con này đang móc. Im này kéo chết. Chết kéo nào. Cái nó cắn nhau. À chưa chết. Chết đâu mà chết. Lôi. Con này bé hơn này. Ui con này. Bé tí. Ai đầu đây. Đấy chết không hay không. Nào. Cái giải tưởng nó chết. Để tôi mèo đầu nó ra. Xem. Ai à, con này. Ê, thụt bã đâu rồi.
Đấy, có tác động cái là nó mèo ra đấy. Con này bá nhỉ? Con này bá. Rồi. Thế bây giờ còn khả năng con này còn đực. Chưa được ăn. Mùa đông mẹ mấy tháng mùa đông bây giờ. Thế nó cắt cái chân nữa. Để cái chân đế kia. Chân người ta là cột đình không? Những việc cái gì? Đây là chui vào đấy, chui vào. Đừng để chui vào nữa, bắt đi. Anh lấy cái túi lại đây. Kia. Lấy túi đây này. Cái đấy đấy. Mang túi này đây thôi. Con này bắt phải ấy đấy. Phải chặn đầu đấy. Chả đúc được vào tải đâu. Đúc vào tải con kia lại phọc ra mất. Được, kêu mình đi. Anh cầm cẩn thận đấy. Hãy thả cả hai con ra đấy cho chơi nhé. Đúng. Ôi dở, thế không? Hãy phải đuổi á. Con này lúc mình lùa nó là hơi cay đấy. Dằm chân vào. Rồi. Dở kinh. Há mồm nhe lanh. Thôi, cho đi, để đi tiếp. Còn kia nó cũng muốn ra. Đi xuống bắt lại con kia. Cháu nó bò nó lại đớp cho cái bây giờ. Bò ra đấy. Tí. Hơi bò. Mẹ đào lốt xem còn gì không ấy. Còn gì đấy mà đào. Đi đâu còn gì lúc nãy nó chạy vào. Con vào thì nó rắn, có gì chống nó bị rắn. Bây có đào vào thì lấy thịt thì lấy thôi. Nếu nó có thì nó cũng chết ngỏm. Nó mà có rắn đây thì con chỉ phạt là chết. Cứ đào đi. Đào đốt xem nó thế nào. Cái đâu nó có con gì mà mày làm hai con rắn mày cho nó ra thì còn con gì nữa ở trong này nữa. Cần mẹ được cái gì. Cái gì. Anh được đeo đâu. Đấy con đây. Đâu? À, chào Hải. Chào Hải. Đi. Thần hồn nát thần tính mày. Đi anh ơi. Chào Hải.